này, tính ăn trộm đấy à? Hả? Cô dám bỏ chạy, ok, chạy. Này, em làm cái gì vậy? Anh nhìn anh ta đi, bịt khẩu trang kín mít, trông rất là khả nghi. Em phải đuổi theo anh ta, không tiện, anh ta gây nguy hại cho người khác đấy. Ôi trời ạ, em nhìn bộ dạng của anh ta xem. Người bình thường không ai bịt kín mặt như vậy cả. Như thế là chắc chắn không phải là người tốt rồi. Thế thì bây giờ phải đuổi theo chứ. Nhưng mà em đuổi theo làm gì, rất nguy hiểm. Nhưng mà không thể nào mà để cho anh ta đi dễ dàng như vậy được. Bây giờ anh hỏi em nhé, em đuổi theo người ta xong thì em định làm gì? Người ta đã làm gì đâu? Nhưng mà... Thôi, tốt nhất là em đừng tự gây thêm rắc rối cho mình nữa. Người ta cũng chưa làm gì cả. Chẳng qua biết đâu em quá đa nghi thì sao. Thôi, đi vậy. Đi. Hôm nay có việc bận cho nên không đem đi dạo được. Giờ anh đưa em về nhé. À, thôi, anh có việc thì về trước đi. Em phải đi gặp bạn. Thế thì anh đi trước nhé. Có gì tối về anh gọi em. Hết được rồi nhá. Lan Anh. Cậu là Hùng đúng không? Đấy là Hùng đây. Lâu lắm rồi không gặp cậu đấy. Nhìn bộ dạng này của cậu, tớ tưởng cậu đang trộm đấy. Ôi giời, ăn trộm cái gì, tớ là người tốt đấy. Tớ đã bao giờ có ý đồ xấu với ai đâu. Người tốt cái kiểu gì mà từ bộ dạng rồi quần áo lén la lén lút. Tớ có làm sao đâu, tớ ổn mà. Nhưng mà vừa rồi ấy, tớ thấy cậu cứ rình mò một người nào đó đi trước kia. Có phải là cậu định lấy túi sách của cô gái đấy không? Có phải không? Không phải như vậy đâu, chỉ là... Không có một người ăn trộm nào lại tự nhận mình là ăn trộm cả. Tớ biết là ngày xưa gia đình nhà cậu nghèo, nhưng mà cậu có thể nhờ bạn bè giúp đỡ mà. Là bạn học cũ với nhau, thật tình ấy, tớ không muốn nhìn thấy bộ dạng cậu thế này luôn ấy. Không phải như cậu nghĩ đâu, chả qua tớ đang có một chuyện nên là tớ mới hóa xanh như vậy thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chẳng hiểu lý do vì sao mà cậu phải làm như vậy. Nói thật với cậu, thật ra tớ đang điều tra một nhân viên. Tớ nghĩ là cô ấy lấy cắp dữ liệu công ty đem đi bán. Cái lý do như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được á? Tớ nói thật với cậu mà sao cậu không tin tớ nhở? Nếu mà lần sau mà cậu còn lén lai lén lút thế này nữa nhá, thì mình nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Cho dù có là bạn học ấy, thì tớ cũng sẽ vạch mặt cậu đấy. Cậu nghĩ tớ là ăn trộm thật à? Tớ đâu có thiếu thốn để đi ăn trộm đâu. Tớ có rất nhiều tiền mà. Lan Anh, phải chờ có lâu không? Khổ quá, hôm nay bán hoa ế đi mấy vòng bán rồi mà vẫn chưa hết. Hoa ế sao? Tiện quá, tôi đang muốn mua hoa tặng cho Lan Anh đây. Hùng, là Hùng à? Cô là... Cậu không nhận ra tớ à? Tớ là Chi đây. Tớ nhớ rồi. Mà chỗ hoa này cô bán bao nhiêu tiền? Chỗ này á, chỉ 100.000 thôi. Được rồi, tôi đang muốn mua để tặng cho Lan Anh. Báo cho tôi đi. Tớ chết rồi, ngại quá. Sáng trợ lý của tớ không đưa tiền mặt cho tớ mất rồi. Xin lỗi cậu nhá. Đúng rồi, diễn như là diễn viên chuyên nghiệp ý. Cậu nghĩ là tớ tin à? Cậu nói sao cơ? Hùng này, tớ nói thẳng luôn nhá, là tớ không chê cậu nghèo, cho nên không việc gì mà cậu phải thể hiện cả. Cho dù là cậu không giàu, nhưng mà tớ vẫn luôn tôn trọng cậu, nếu như mà cậu sống ngay thẳng. Còn nếu như mà cậu thích thể hiện ý, thì tớ sẽ không nhìn mặt cậu đâu đấy. Trời, khổ quá. Thật sự là tớ có rất nhiều tiền mà. Chả qua là tiền tớ vừa mới rút để đi đầu tư thôi. Với cả tớ không quen xài tiền mặt, cho nên là trong người tớ thi thoảng là không có tiền mặt cả. Kìa Lan Anh, sao mày cứ quy tội cho Hùng thế? Lại mắc chứng bệnh hoang tưởng rồi. Tớ biết là gia đình của cậu ngày xưa không giàu có gì, cũng chẳng có tài sản gì. Tự nhiên bây giờ cậu lại bảo là có công ty, làm sao mà ai tin được. Cậu mà cứ làm như vậy nhá, thì chẳng có ai chơi với cậu đâu. Thôi Lan Anh, sao mày quá đáng thế? Tao tin ấy, là Hùng nói thật, Hùng không phải nói dối đâu. Con này, mày bước sang một bên đi. Mày mụ mị đầu óc nó vừa thôi. Mày cứ bênh vực Hùng như vậy, thì sớm muộn gì cũng hại uy tín của cậu ấy thôi. Từ trước đến giờ đi học ấy, lúc nào cũng bênh vực Hùng. Thôi, hai người đừng vì tôi mà cãi nhau nữa. Thật sự là tôi có rất nhiều tiền mà. Lại nữa à? Xin lỗi, tôi điện thoại. Trời đất ơi. Kìa, Hùng, chưa nói chuyện xong mà, con đi đâu đấy? Trời ơi, đấy mày nhìn thấy chưa? Cái thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng cái điện thoại cùi bắp đấy. Khoác lác luôn ý. Lan Anh này, mày chạy theo Hùng, xin hộ tao số điện thoại của Hùng có được không? Mày đừng có nói với tao là đến bây giờ mày vẫn
vẫn có tình cảm với Hùng ấy nhá. Thì mày biết mà, từ thời đi học ta đã có tình cảm với Hùng rồi. Nhưng mà đợt đấy Hùng cứ xa cách kiểu gì đấy. Học xong ấy thì mỗi người một hướng. Nhưng mà tao vẫn luôn nhớ về Hùng. Nhưng mà tao thấy Hùng cũng bị làm sao ấy. Rõ ràng là hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy nghèo, nhưng mà cứ thích khoác lác. Tao chỉ sợ mày bị khổ thôi. Cái con này, mày đừng có nghĩ xấu cho Hùng như thế. Mày không xin lỗi tao thì thôi, tao tự tìm cách vậy. Bạn anh, mình về thôi em. Em tưởng là anh có việc bận mà, sao lại quay lại làm gì? Anh xong việc rồi, giờ anh đến đón em. Em sao thế? Có chuyện gì không vui à? Hóa ra là người mà em nghi ngờ là trộm ấy, lại chính là bạn học cũ của em. Thế à? Đáng lẽ ra là gặp lại bạn học cũ thì mình phải vui. Nhưng mà em không ngờ là bạn học cũ của em lại có cái tính khoác lác. Mặc dù là nhà mình không giàu có, nhưng mà cứ khoe khoang là nhà mình giàu. Thời buổi bây giờ, có những người lại cứ thích thể hiện em ạ. Nhưng mà nếu không làm hại ai thì cũng có sao đâu. Nhưng mà bây giờ cái Chi lại thích người ấy mất rồi. Em phải dạy cho cậu ấy một bài học, chứ nếu không cái Chi sau này sẽ phải khổ đấy. Cô Hai ơi, sao chuyện gì cô quan tâm thế hả? Cô tập trung lo chuyện đám cưới đi. Em tưởng là anh phải lo rồi chứ. Anh muốn em là cô dâu đẹp nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Em biết rồi. Hay là em nghỉ làm ở quán cà phê đi. Chứ anh không muốn nhìn em vất vả đâu. Em biết thừa tính của vợ anh rồi mà. Em không muốn dựa vào tiền của chồng. Em muốn tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Chồng em yên tâm đi nhá. Em sẽ sắp xếp công việc và gia đình. Em sẽ cân đối mọi thứ. Sẽ không để cho chồng thiệt đâu. Từ hôm mà mình gặp cậu ở đấy, lúc nào mình cũng đi tìm cậu cả. May thế nào lại gặp cậu ở đây. Xem ra hai đứa mình đúng là có duyên đấy. Ừ, lần trước gặp nhau ấy, chúng mình nói chuyện được 3 câu thì mình có việc đi mất. Hôm nay mình lại có việc ở đây này. Hôm nay mình đến để gặp khách hàng, bàn chuyện hợp đồng 100 tỷ đấy. Thật á? Đương nhiên rồi, mình mỗi lần mình đi giao dịch ấy, chuyện tiền tỷ là bình thường mà. Cậu giỏi thật đấy, đúng là không uổng công mình ngưỡng mộ cậu. Ôi giời đất ơi, lại bốc phét nữa à? Thay vì ngồi đây bốc phét, cậu đi tìm kiếm một công việc đi Hùng. Thì việc của tớ là làm chủ tịch mà. Thôi, đừng có khoác lác nữa. Bây giờ cậu cùng với tớ đi vào trong này xin việc đi. Tớ làm việc ở đây, thể nào tớ cũng xin cho cậu một chân phục vụ. Kìa, chủ tịch ai đi làm phục vụ bao giờ? Kẻ Lan Anh, tao tin tưởng Hùng. Mày đừng có bắt anh ấy phải làm phục vụ. Đấy, cậu thấy chưa? Chỉ vì vài câu khoác lác của cậu thôi. Thế mà Chi nó tin sái cổ đấy. Đi vào trong, nhanh lên, tớ sẽ xin việc cho cậu. Nhưng mà... Không nói nhiều nữa. Tớ sẽ phải để cho cậu không có nhiều thời gian để mà bốc phét nữa. Đi, nhanh lên. Kìa, Lan Anh, tao cũng muốn xin việc đấy. Cậu đừng có lo lắng quá. Đợi Lan Anh vào xin, lúc đấy tớ sẽ sát cánh bên cậu, cho cậu có bạn có bè. Dường như là chị không tin tôi lắm thì phải. Tớ tin, nhưng mà nhìn bộ dạng của cậu thì... Nhưng mà cậu yên tâm, cho dù cậu ở trong hoàn cảnh nào hay là vị trí nào ấy chăng nữa, tớ sẽ cùng cậu đồng hành vượt qua mọi khó khăn. Này, hai người chuẩn bị đi, tớ đưa hai người vào gặp chủ quán để xin việc. Mình đi. Xin chào quý khách ạ. Chị Lan. Ôi dồi ôi, tưởng ai, hóa ra là con nhỏ cùng làng, nghèo. Mà là phục vụ đấy à? Cũng đúng thôi. Cái loại như mày chỉ làm được những việc thấp hèn như vậy thôi. Mà phục vụ khách thì khom cái lưng xuống. Mày đứng thẳng như thế là không vui đâu nhá. Dạ vâng ạ. Thì chị muốn dùng gì ạ? Ở đây có cái loại nước nào mà có thể loại bỏ được cái mùi nghèo hèn trên người mày không? Tao muốn mua để tặng cho mày uống. Chứ ngồi ở đây cạnh mày thế này, tao bị sặc đấy. Sặc về cái mùi nghèo hèn đó. Này, cô là ai mà nói cao ngạo thế hả? Nghèo mà cũng có đồng bọn cơ đấy. Ghê gớm thật. À này, tao nghe nói là mày sắp cưới chồng đúng không? Đừng có nói là anh ta ấy nhá.
Mà cũng đúng thôi, nồi nào úp vung đấy, nghèo một lũ như nhau ấy mà. Chúng mày mà cưới nhau về chắc đẻ ra một lũ nghèo nhờ. Thôi, đứng cách cách xa ra một tí, tao không muốn lây cái sự nghèo hèn từ chúng mày đâu. Mà này, nhớ đấy nhá, đừng có khoe tao là hàng xóm nhà mày, tao không muốn mang nhục đâu. Này, cô giờ có bằng ai mà lại hình người như vậy hả? Ít ra thì tao giàu hơn cái lũ nghèo chúng mày. Lũ nghèo. Đủ rồi đấy, chỉ là có tí tiền thôi, việc gì mà phải lên mặt khinh người nghèo bọn tôi như thế. Cô giàu mà cái miệng cô hỗn như thế, cẩn thận có ngày sưng mỏ đấy. Thế chi, mặc kệ chị ấy đi, tính tình của chị ấy hơi ngoan từ nhỏ, tao quen rồi. Tao giàu, tao có tiền, thích nói thì tao nói, đúng không? Mà tao nói chúng mày biết nhá, bạn trai của tao dự định sẽ tổ chức đám cưới, mời cả xóm đi ăn ở nhà hàng sang trọng đấy. Cái loại như chúng mày thì làm gì mà có cửa quen được người như thế chứ. Phước của chị thì chị hưởng thôi ạ. Thì dù gì mày cũng là người chung xóm với tao, nếu mà mày không biết nhục thì cứ đến. Em... hôm nay Lan Anh sẽ đến. Cậu nói linh tinh gì đấy? Này, Lan Anh mà đến đấy ấy, chỉ thêm nhục mặt thôi. Hôm đấy tôi lại chở ô tô xịn, đưa cả Lan và Triền đấy. Cô chuẩn bị tinh thần mà lóe mắt đi. Thôi, đi dở hơi à? Nghèo mà sĩ. Ô tô gì? Ô tô nhựa chắc? Nghèo ra oai. Thôi, tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày sẽ nhục thế nào nhá. Định thưởng thức một cốc cà phê ở đây nhưng mà cũng không yên nữa. Chúng mày phá hỏng hết rồi. Thôi, mất hứng đi về. Cậu làm gì đấy? Sao phải tài lanh như vậy nhở? Lan Anh này, Hùng làm như thế thì cũng chỉ là vì muốn bênh vực cậu. Làm như vậy ấy, giữ sĩ diện cho cậu đấy. Mà hứa như thế rồi cho nó oách. Sau này cậu có đến hay không thì cũng là tùy mình mà. Chẳng chịu suy nghĩ cái gì cả. Bây giờ đến đó, để cho người ta cười, ta xỉ nhục cho. Không sao đâu, hôm đấy tớ sẽ lấy ô tô chở cả cậu cả Chiên đấy. Việc này cứ để cho tớ. Làm ơn cậu tỉnh táo một chút đi được không? Ơ, cái con này tự nhiên đang lành đánh người ta. Cậu có đau không? Để tớ kiếm đá đắp cho cậu nhá. Là mạnh mạnh tay thật đấy. Con nhỏ này kỳ lạ thật đấy. Bình thường mọi hôm hiền lành lắm mà, tự nhiên hôm nay đánh đá thế không biết rồi. Mà thôi không được rồi, cái kiểu này ấy là cậu phải đi về nhà tớ, tớ lấy đá đắp cho, chứ không ấy để lâu nó tím bầm lại đấy. Đi. Sao hôm nay em không nói gì? Bình thường mỗi lần ra công viên là em lại kể hết cho anh nghe tất cả những chuyện xảy ra trong ngày cơ mà. Thì ngày hôm nay chị Lan có đến quán để mà gây sự với em. Chị ấy có bảo là cuối tuần này chị ấy sẽ mời hàng xóm đến nhà hàng để ra mắt người yêu. Chị ấy có bảo em đến, anh có thể đi cùng em được không? Khổ ghê. Ngày mai anh lại có cuộc họp đột xuất rất quan trọng không thể hủy được. Hay là em đừng đến đó, để lúc nào rảnh anh sẽ đưa em đi. Thôi, em cứ đến đó vậy. Chắc là em sẽ rủ thêm bạn để đi cùng, cho hàng xóm đỡ chê cười. Với lại nếu như mà em không đến ý, chị Lan nhất định sẽ khiển trách em. Bạn đi cùng á? Ừ. Nam hay nữ? Thế ghen đấy à? Em không nói đâu. Ừ. Em lại còn tỏ ra bí hiểm với anh á. Anh yên tâm đi, chỉ là bạn bình thường thôi. Mà bây giờ anh chỉ cần quan tâm cái chuyện đám cưới của chúng mình thôi. Mày nhắc trước đấy nhá, chuẩn bị cái đám cưới gì mà bình thường đơn giản thôi. Chỉ cần gia đình hai bên biết là được rồi, không cần quá phô trương đâu. Anh biết rồi, anh biết tính của em. Anh sẽ tổ chức một đám cưới thật đơn giản, nhưng thật ấm cúng. Xin lỗi nhá, giờ cao điểm ấy là bãi đỗ xe đông quá. Cậu đúng là sĩ diện hão vừa thôi, đã không có tiền lại còn đi thuê ô tô đắt tiền đến đây nữa. Tớ nói trước nhá, là tớ sẽ không phụ cậu trả tiền đâu. Cái con này, mày gay gắt với Hùng thế, mày không phụ ấy thì để tao phụ. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Tao không muốn Hùng bị người khác khinh thường, đàn ông ấy phải có chút sĩ diện chứ. Cái chút sĩ diện hão đấy của hai người nhá, tao không cần. Thôi, hai bạn không phải lo đâu, cái này không phải xe thuê đâu, là xe nhà đấy. Mà ngoài chiếc này ra, nhà mình có rất nhiều xe. Này, cậu có tin là tớ đấm cho cậu một trận không? Có thích ảo tưởng được không? Hả? Lần này về nhá, tớ nhất định phải đưa cậu đi chữa trị cái căn bệnh ảo tưởng được. Lan Anh, mày thôi đi. Từ nãy đến giờ mày quá đáng gay gắt với Hùng lắm đi nhá. Cái gì?
Mời vừa một câu thôi mà kéo cả lũ đến đây. Đúng là cái bọn nghèo. Chị nói chuyện tôn trọng người khác một chút đi. Là chị mời thì bọn này mới tới. Được thôi, tao hãy cho chúng mày vào dự, để cho chúng mày thấy được cái sự sang trọng, cái sự đẳng cấp của người giàu như thế nào nhá. Cái con ô tô tao vừa mới đi đấy, chỉ có người giàu mới mua được thôi. Chồng tao vừa mua tặng tao đấy. Mày có tu 8 kiếp cũng không được như tao đâu. Này, cũng nói luôn cho bọn mày biết luôn này, chồng của tao sắp hợp tác với công ty SVM một dự án lớn. Tao sẽ lấy tiền để chết chúng mày. Tưởng chồng cô là ai? Hóa ra là người có dự định hợp tác với SVM sao? Dĩ nhiên, chồng tao là người đẳng cấp, có địa vị xã hội, chứ không phải lũ nghèo hèn như chúng mày. Vậy tôi cũng sẽ không nể mặt nữa. Tôi tuyên bố luôn ở đây, tôi sẽ không hợp tác ở bên đấy đâu. Tôi là chủ tịch của SVM. Cô khinh khi bạn của tôi thì coi như là số cô đen rồi. Hôm nay ấy, nếu như mà mình bốc phét ấy thì mình tém tém lại một tí thôi, kéo không có đường lui đâu. Cái đồ rẻ tiền chỉ biết nói khoác thôi à? Tao khinh. Để giới thiệu của tôi, nếu như mà cô không tin, cô có thể gọi điện đến công ty. Anh là chủ tịch thật sao? Tôi nói rồi, nếu như mà cô không tin, cô có thể đến tận công ty kiểm tra. Nhưng mà tôi nói rồi đấy, tôi sẽ không hợp tác dự án lần này đâu. Anh ơi, em có mắt như mù, em không biết anh là chủ tịch. Không cần nhiều lời nữa đâu. Anh ơi, anh cho em một cơ hội được không ạ? Nếu mà mất dự án này, chồng em phá sản mất. Tôi nghĩ là cô nên trải nghiệm cảm giác nghèo khó đi, để cho cô bớt cái thói khinh thường người khác. Anh đừng nhẫn tâm như thế chứ ạ. Em sẽ mời ba người ăn một bữa, coi như là thuộc lỗi, được không ạ? Tôi nghĩ là chuyện này tôi làm được, không cần đến cô đâu. Nào, mời bạn vào nhà hàng. Hôm nay chúng ta sẽ vừa ăn huyên chuyện đi học nhá. Này, mày chụp tát vào mặt tao xem, chuyện tao có đang mơ không? Đau thế. Thế là tao hiểu lầm Hùng à? Đi bảo với đã. Khoan đã, có chuyện gì nữa? Tớ đang có một chuyện thắc mắc. Gì nữa à? Là Hùng, tại sao ngày xưa rõ ràng là gia đình nhà cậu nghèo, thế mà tại sao bây giờ cậu lại trở thành chủ tịch được? À này, không phải là tớ có ý coi thường cậu hay gì đâu nhá. Tại vì... Chuyện là thế này, đúng là hồi trước gia đình tớ khó khăn thật, nhưng mà do đền bù đất thì gia đình mình phát lên. Thêm việc là bố mẹ biết kinh doanh, sau đó thành lập công ty, rồi sau này bán giao lại cho mình. Bây giờ mình là chủ tịch SVM. Bây giờ mình về quê là có công việc, tiện thể là muốn gặp cậu đây là anh ạ. Hả? Sắp tới là đám cưới chú mình, cậu đi dự đám cưới của mình nhá. Tớ không thể nào mà đi được. Còn Chi? Thôi, hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi, không cần phải quan tâm đến tớ đâu. Hùng, mau đuổi theo Chi đi, không thì hối hận không kịp đấy. Là như nào? Mình không hiểu. Làm sao mà không hiểu? Cậu không nhìn thấy Chi đối xử với cậu tốt như vậy à? Chi thích cậu và yêu cậu từ ngày xưa rồi, tại sao cậu không chịu hiểu nhở? Nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì nữa, mau đuổi theo Chi đi. Cậu mà không đuổi theo Chi nhá, cậu sẽ bỏ lỡ một người yêu thương cậu thật lòng đấy. Nhưng mà người tớ thích là cậu mà. Này, sao hai người cùng đứng đây? Hai người quen biết nhau hả? Đây là Lan Anh, vợ sắp cưới của chú đấy. Và đây là Hùng, cháu họ anh. Vợ sắp cưới của chú á? Đúng rồi. Thế hai người quen nhau thế nào? Hùng chính là người mà anh nhờ để chuẩn bị hoa cưới cho mình đấy. Cậu không thể như thế được. Ok này, Hùng, sao đây? Thôi, tôi mặc kệ cậu ấy đi ạ. Cậu còn đến đây làm gì? Cậu đúng là đồ lạnh lùng tàn nhẫn, không nhận ra tình cảm của tôi. Cậu còn tới đây làm cái gì nữa? Thật ra thì... Cậu không cần nói. Tôi hiểu luôn, biết luôn là cậu nói cái gì rồi. Cậu làm sao mà hiểu ở lòng của tôi chứ.
bao nhiêu năm nay tôi vẫn yêu cậu. Vậy mà cậu lúc nào cũng hờ hững. Nhưng mà cậu tàn nhẫn lắm, cậu có biết không hả? Cậu có biết không, mình yêu cậu, rất là yêu cậu đấy. Mình chỉ yêu duy nhất một mình cậu thôi. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã thờ ơ tình cảm của cậu mà chạy theo một tình cảm khác. Vì mình yêu cậu, thế nên ấy là mình sẽ chờ cậu. Mình sẽ mãi mãi chờ cậu, chỉ yêu duy nhất một mình cậu thôi. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình. Mình sẽ trân trọng và không thờ ơ nữa đâu. Chị này, em có thể nào chờ anh một thời gian được không? Để anh định thần và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Mình yêu cậu mà, chỉ yêu duy nhất một mình cậu thôi. Em yên tâm, anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Chấp nhận tình cảm của anh nhé.